Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị các bạn một cái con máy ha rửa xe sử dụng pin 12 20V ha của thương hiệu Toto. Thì thương hiệu Toto là thương hiệu của Trung Quốc ha các bạn ha. Với mã sản phẩm của con này thì là TVWLI200084 ha các bạn ha. Đây, thì mình có để sẵn cái con máy ra khỏi phần hộp cho các bạn đỡ tốn thời gian đi xem video hơn ha. Đây, bộ phận máy với chế độ pin, sử dụng pin. Và đây là cái bộ phận động tay bán súng này ha các bạn ha. Nó rất là nhỏ gọn và rất là tiện dụng luôn nha các bạn ha. Tiếp tục theo đó thì phần nối nhanh, có dây ha. Đi theo máy thì cũng có dây dẫn nước ha các bạn ha. Dây dẫn nước vào. Thì con này với cái chế độ nó là chế độ hút được nha các bạn ha. Hút nên mình có để sẵn số nước. Tí nữa mình sẽ test máy cho các bạn xem ha. Rồi, đó, mẫu mã rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Đây pin tán rồi được nha các bạn ha. Pin thì kèm với máy thì một pin một sạc một thân máy ha. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ test rửa xe cho các bạn xem cái độ mạnh và nó có bao nhiêu chế độ để điều chỉnh cái này ha. Đầu tiên thì đây các bạn xem rõ đây. Thì nó là cái chế độ không độ đây ha. Là phun với lực rất là mạnh, là nhỏ đây ha. Đó. Đây các bạn ha. Đó. Rất là mạnh nha các bạn. Rồi, chế độ thứ hai là 15 độ đây ha các bạn ha. 15 độ. 15 độ đấy. Cho đem men ra đây nè. À, 15 độ đấy hả các bạn ha. Rồi, tiếp tục mình sẽ chỉnh tới 25 độ. Đó, rất là mạnh ha. Rồi, 40 độ. Và chế độ này là chế độ tưới cây nha các bạn ha. Đó, tưới cây. Tiếp tục theo đó là cái chế độ đó, up lên là nó sẽ phun ngược lên ha. Là chúng ta để phun vào gần xe ra ha. Đó, rất là tuyệt vời ha. Đó, máy sử dụng pin với hút được nước nên rất là dễ dàng sử dụng trên những nơi không có điện hoặc là mình chúng ta cần sự tiện lợi nhất, đó là chỉ cần cầm số nước và dây dẫn thôi nha các bạn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ test từng chế độ để chúng ta rửa xe ha, coi thử nó rửa xe có sạch không các bạn ha. Đây, chế độ đầu tiên không độ đây. Đây, như các bạn thấy thì phun ở trên này thì nó trắng bóng luôn nha các bạn ha. Ở dưới này thì đây đó, nó còn rất ẩn đây, rất là mạnh nha. Rồi máy rất là mạnh. Ưu điểm con này thì nó rất là tiện lợi và tiện dụng cũng như sử dụng so với những cái con máy dùng điện ha. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là sử dụng trong thời gian ngắn thôi nha các bạn. Đó, pin thì độ pin nó rất là nhanh hư nên với lại là mình cần cái bảo quản tốt và đây động cơ thì nằm bên trong đây. Đó, rất là mạnh. Rất là mạnh. Đây. Đó, mẫu mã rất là đẹp thôi các bạn ha, thương hiệu Toto. Đây thì cái công tắc này công tắc khóa an toàn nha. Đó, để tránh trẻ em hay là gì đó nghịch phá thì đây cái khóa an toàn, bóp vào khóa an toàn mới bóp được công tắc ha các bạn ha. Đây các bạn ha. Đó, máy rất là xịn ha. Rồi thì nếu các bạn có muốn quan tâm về cái dòng sản phẩm là máy rửa xe, máy phun xịt rửa đường pin của thương hiệu Toto này, hãy liên hệ với số điện thoại cầm ngay website dưới phần video ha. Nếu các bạn thấy video mình hay thì lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm khách hàng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.